Bác sĩ ơi, sệ một bên tinh hoàn này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng tinh trùng, tinh hoàn của mình cũng như là chức năng sinh sản của nam giới ạ? Nói chung á, là cái sệ tinh hoàn á, nó sẽ có nhiều nguyên nhân lắm, không? Chẳng hạn như là chúng ta có thể là bị giãn tới mạch tinh nó sệ, đúng không? Chúng ta bị một cái tràn dịch tinh mạc, cái tinh hoàn nó quá to đi, bên đó quá to nó gây sệ xuống, đúng không? Hoặc chúng ta có bị một cái bướu tinh hoàn của nó tăng kích thước nó cũng gây sệ xuống. Ở đây bác sĩ Tân sẽ bàn tới cái vấn đề là cái bệnh mà hay gặp nhất đó chính là giãn tinh mạch thần kinh, đúng không? Thì nếu chẳng may chúng ta bị giãn tinh mạch thần kinh đó, thì quý vị hình dung là cái tĩnh mạch thần kinh đó là cái tinh hoàn chúng ta sẽ có một cái cuốn mạch máu để nuôi, đúng không? Thì tĩnh mạch nó sẽ lấy máu từ tinh hoàn nó hồi lưu trở về tim để nó trao đổi chất mà. Thì những cái trường hợp bị giãn tinh mạch tinh này á, máu nó sẽ bị ứ lại ở bên trong cái tinh hoàn trên trong cái bìu đó, là nó sẽ trao đổi chất không tốt, nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của người bệnh và sẽ khiến cho người bệnh có nguy cơ bị vô sinh.